Khi bạn thức giấc vào lúc giữa đêm, từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng, đây được gọi là giờ tâm linh. Bước màn ngăn cách giữa thế giới vật chất và vô hình rất mỏng. Bạn có xu hướng mở rộng năng lượng, giao tiếp với những nguồn năng lượng bên ngoài, có liên kết mạnh mẽ với bạn, cả về mặt thể chất và tâm hồn. Chúng ta là những sinh vật tràn đầy năng lượng, được liên kết với nhau trong vũ trụ mọi thứ đều là năng lượng bạn có xu hướng mở rộng năng lượng và hình thành sợi dây liên kết năng lượng với những người gần gũi thân mật với bạn người yêu người bạn đời tri kỷ của bạn đã cùng bạn trải qua nhiều kỷ niệm và có sự thân mật về thể xác và tâm hồn sẽ tạo nên sự liên kết năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Cả hai có thể hiểu nhau mà không cần nói. Có thể cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của nhau rất rõ ràng. Đây là dấu hiệu hai tâm hồn hòa hợp với nhau. Cho dù hai bạn đang ở xa nhau hay đã chia tay một thời gian không liên lạc, mối liên kết năng lượng không thể phá vỡ. Nếu như bạn vẫn còn năng lòng với nhau, còn yêu nhau hoặc có những cảm xúc chưa được chữa lành khi bạn thức giấc vào lúc giữa đêm có thể là người ấy đang liên tục nghĩ về bạn người ấy gửi năng lượng đến bạn qua những suy nghĩ hoặc năng lượng tình yêu của người ấy rất mãnh liệt liên tục nghĩ về những kỷ niệm hai bạn đã trải qua cùng nhau và đặt rất nhiều câu hỏi về tình hình hiện tại của bạn cho dù người ấy có ý thức về việc gửi năng lượng hay không bạn vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mãnh liệt này nó chạm sâu vào trái tim bạn giống như có ai chạm vào cơ thể bạn với cường độ ngày càng mạnh khiến bạn thức giấc cũng có thể khiến bạn nghĩ về người ấy cảm nhận được trái tim mình rung động hay có những cảm xúc khó diễn đạt bằng lời bạn sẽ cảm thấy người ấy của bạn ở gần bạn mặc dù người ấy không như vậy bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của người ấy bạn sẽ cảm nhận được năng lượng của người ấy bạn sẽ cảm nhận được sự hiền diện của người ấy bạn sẽ cảm nhận được người ấy bằng từng thớ thịt của con người bạn đó là sức mạnh của tình yêu thần giao cách cảm có một số yếu tố quan trọng về hình thức giao tiếp này mọi người đều có thể gửi tin nhắn bằng thần giao cách cảm cho nhau. Những thông điệp gửi đến cho nhau. Nhưng bạn cần phải biết ý định tin nhắn của bạn là gì. Bạn nên gửi tin nhắn với sự quan tâm, tình yêu thương và mong muốn được chữa lành vô điều kiện. Khi bạn quan sát và cảm nhận được những điều có canh vừa nói và nghĩ rằng mình đã trải qua những điều tương tự khi mà các bạn trải nghiệm lại lặp lại những cảm xúc như vậy đây là một cơ hội dành cho tất cả chúng ta để chúng ta dừng mọi việc lại có mặt ở hiện tại để có thể gửi năng lượng trở lại cho người ấy nói ra những điều mà các bạn muốn nói và có những điều mà các bạn chưa thể nói với người ấy bây giờ bạn có thể nói và có thể truyền tải một thông điệp nào đó của bạn dành cho người ấy. Hãy nhớ rằng, chỉ có năng lượng tình yêu vô điều kiện mới có sức mạnh truyền năng lượng thật rõ ràng và thông suốt đến trái tim của người ấy. Và khi người ấy cảm nhận được năng lượng của bạn, có thể là người ấy nhớ bạn càng mãnh liệt hơn hoặc thậm chí là chủ động liên lạc với bạn. Và sau đây, Quốc Canh sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta gửi năng lượng tình yêu thông qua việc giao tiếp thần giao cách cảm. Tất cả những gì bạn cần làm là có mặt ở hiện tại. Thả lỏng toàn thân của mình. Hiết vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hãy nhắm mắt lại. Hãy hình dung về người ấy, tri kỷ của bạn sau đó gửi năng lượng tình yêu đến người ấy hãy nhớ rằng bạn không thể ép buộc tình yêu và sự hàn gắn với bất kỳ ai bạn chỉ có thể gửi năng lượng tình yêu thương vô điều kiện ý định của các bạn phải là ý định tích cực và rung động cao bây giờ quốc anh sẽ mô tả cho bạn quá trình gửi tin nhắn bằng thần giao cách cảm hãy tìm một nơi yên tĩnh bạn cần một nơi mà bạn có thể thư giãn và không bị quấy rầy nếu không quá trình sẽ không thành công đừng quên tắt điện thoại và bạn có thể giao tiếp với người ấy vào thời điểm mà bạn thức giấc vào lúc giữa đêm khi bạn đang cảm nhận được năng lượng của người ấy thì việc giao tiếp thần giao cách cảm càng trở nên rất hiệu quả bạn có thể ngồi hoặc nằm ở một nơi thoải mái nhắm mắt lại tập trung vào cơ thể bạn và tất cả các cảm giác của nó bước này rất quan trọng để có khả năng thần giao cách cảm thành công vì các thông điệp không thể trôi trải một cách tự do nếu cơ thể bạn không thư giãn hít thở trong quá trình thần giao cách cảm bạn có thể đếm từ một đến bốn Hít vào, sau đó giữ hơi thở của bạn lại. Đếm đến 4 và thở ra. Sau đó giữ hơi thở của bạn trong 4 giây một lần nữa. Trước khi hít vào tiếp theo, hãy lặp lại chu kỳ này cho đến khi bạn có tâm trạng thiền định. Và trước khi bắt đầu gửi tin nhắn, bạn có thể khởi lên một lời cầu nguyện gửi đến vũ trụ gửi đến các vị đấng thiên liêng mà các bạn tin tưởng để yêu cầu nguồn ánh sáng trắng bao bọc hào quang của các bạn. Và hãy hình dung thật rõ ràng, bạn đang là hiền thân của tình yêu. Và cảm nhận thật rõ ràng, năng lượng của bạn đang phát triển vượt trội tần số rung động cao. Cơ thể càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng và bây giờ hãy tập trung vào người ấy của bạn hãy hình dung người ấy đang đứng trước mặt bạn cảm nhận tất cả tình yêu và sự quan tâm của bạn bạn cần phải thoát khỏi bất kỳ cảm xúc hoặc suy nghĩ tiêu cực nào trước khi bắt đầu gửi tin nhắn hãy tập trung vào thông điệp tình yêu năng lượng tình yêu chiếm lấy toàn bộ cơ thể bạn với trung tâm là trái tim bạn, hãy chắc chắn tình yêu của bạn là trong sáng, nhẹ nhàng và vô điều kiện. Hãy trút bỏ mọi căng thẳng hoặc những suy nghĩ tiêu cực. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ gửi yêu thương vô điều kiện. Và bây giờ, bạn có thể bắt đầu gửi tin nhắn nói lên những điều bạn muốn nói với người ấy của mình ví dụ như là tôi nhớ bạn tôi thương bạn rất nhiều tôi yêu tất cả những gì thuộc về bạn tôi tôn trọng bạn tôi tha thứ cho bạn tôi hiểu và thương bạn tôi hiểu rằng bạn đang đối diện với những vấn đề của riêng mình tôi có thể giúp bạn bằng cách tập trung vào bản thân tôi để thay đổi trở nên tích cực hơn chính điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho bạn từ nhận thức và thay đổi tốt hơn lên từng ngày bạn có thể nói bất cứ điều gì gửi cho người ấy của bạn miễn rằng nó là năng lượng tích cực xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của bạn Hãy hình dung bạn được kết nối với người ấy của mình bằng một sợi dây vàng. Đây là một sợi dây năng lượng có độ trung cao. Hình dung sợi dây này đến từ trái tim bạn kết nối với trái tim của người ấy. Hãy hình dung hình ảnh này thật nhất có thể. Hãy để sự quan tâm, ủng hộ và yêu thương của bạn được gửi qua sợi dây vàng này. Tập trung tất cả sự chú ý của bạn vào quá trình này. Đảm bảo rằng dòng chảy năng lượng không bị xáo trộn. Trong trường hợp có trở ngại, hãy hình dung năng lượng của tình yêu thương vô điều kiện hoặc với nguồn năng lượng thiên liêng của vũ trụ làm tan biến tất cả những chướng ngại. Khi bạn gửi tin nhắn bằng thần giao cách cảm, nếu tin nhắn đó được gửi thành công, bạn sẽ nhận ra một số dấu hiệu tâm linh trong cuộc sống của mình và dấu hiệu đầu tiên đó là cảm giác nhẹ nhàng thoải mái bình yên trên chính cơ thể của bạn